kể lại bài thơ "Đêm nay bác không ngủ", tập làm văn lớp 6. Trong cuộc đời tôi, những ngày tháng đẹp nhất là những ngày tôi được sống và chiến đấu bên cạnh bác. Những ngày ấy thực sự đã để lại trong tôi những kỷ niệm không thể nào quên. Lúc ấy, tôi là một anh lính mới, người chiến sĩ khi đó, thường được gọi là đội viên. Đơn vị tôi vừa mới hành quân ra mặt trận thì, cũng vừa lúc bác trực tiếp ra chiến trường để chỉ đạo tiến quân. Đêm đó bác ngủ lại cùng anh em ở đơn vị. Và cũng trong đêm đó, bác đã để lại trong niềm yêu kính của tôi một ấn tượng khó phai. Khoảng quá nửa đêm, khi tất cả anh em chiến sĩ đã say sưa trong giấc ngủ, thì không hiểu sao tôi lại bỗng nhiên chợt thức. Tôi chưa kịp nhổm dậy nhưng đã nhìn thấy khuôn mặt bác. Bác còn thức và hình như bác chưa hề ngủ. Bác ngồi trầm ngâm lặng yên bên bếp lửa. Ngoài trời mưa đã lác đác rơi. Tôi nhìn dáng bác, càng nhìn tôi lại càng thương. Bác đang khơi ngọn lửa. Người cha già tóc bạc đang đốt lửa sưởi ấm cho tôi. Tôi vẫn lặng yên và quan sát. Tôi thấy bác đứng dậy. Bác đi rém lại những mảnh chăn một cách nhẹ nhàng. Nhìn bác, tôi mơ màng như đang nằm trong giấc mộng. Bác mênh mông quá, ấm nóng và cao quý quá. Tôi thổn thức và thì thầm hỏi nhỏ: "Bác ơi, bác chưa ngủ, bác có lạnh lắm không?" Bác quay lại nhìn tôi trìu mến: "Chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc." Tôi vâng lời bác, nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Tôi bồn chồn nằm và lo bác ốm. Chiến dịch vẫn còn dài và bao khó khăn vẫn đợi chờ phía trước. Lần thứ ba tôi tỉnh giấc. Tôi hốt hoảng giật mình khi thấy bác vẫn ngồi đinh ninh, chòm râu im phăng phắc. Tôi vội vàng luống cuống: "Bác ơi, trời sắp sáng mất rồi, bác nghỉ đi một lát." Bác vẫn nhẹ nhàng như lần trước: "Chú cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc." Bác ngủ không ngon vì bác không thấy an lòng. Trời mưa như vậy, không biết các cô chú dân công ăn ngủ làm sao. Ở trong rừng mà có mỗi manh áo mỏng thì chắc là ướt mất. Bác thấy nóng ruột quá. Bác mong sao trời sáng thật mau. Tôi nhìn bác, lòng tôi ấm áp và vui sướng mênh mông. Đêm ấy, tôi thức luôn cùng bác. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, bởi tôi đã nhận ra một điều dường như đã trở thành chân lý. Bác của chúng ta vĩ đại, bởi bác đã dành trọn cuộc đời cho những lo lắng và yêu thương.